vời. À, rau rác đầy đủ ha. Phơi móc và máy thôi nha. Thì buổi tối thì cũng đâu có nắng đâu, mà trời nắng cũng đâu phơi trên thằng cô làm gì đâu. Có công khi trời mưa đem xuống phơi và máy có độ, có độ nóng của cái máy á, chứ còn gió của anh. Xin chào cả nhà nha. Thì cuối cùng á, giả cào này cũng đã làm xong. Do công việc lu bu á, nên em không thể quay cho cả nhà xem mấy anh em làm việc ở trước được. Để khi nào mà làm xong công việc rồi em mới có thể dành một chút thời gian á để em quay cho cả nhà xem. Nhờ do giả này á, mực bọt hơi nhiều á nha. Mực bọt là loại mực mà nhỏ nhất luôn á. Nhưng mà mình xẻ nó rất là lâu. Giá này được khoảng tầm 20 mấy, gần 30 dĩ mực khô nha. Thì một dĩ mực khô này á, nếu mà nó khô lại trung bình một dĩ khoảng tầm 1,8 kg nha cả nhà. Có khi nhẹ hơn không chừng nữa, nếu mà có khi mực thước á, thì nó nặng hơn nha. Nhưng mà em tính kiểu như trung bình 1,8 kg đây, thì giá này tầm khoảng tầm 20 mấy, gần 30 dĩ. Nhưng mà mực bọt hơi nhiều, mực bọt hình như là 24 dĩ gì vậy, có mấy dĩ mực đồng tiền à, nên làm công việc thì hơi lâu. Và cũng có nhiều cô chú anh chị á, hỏi em là giá mực khô bao nhiêu, thì em cũng nói thiệt là em không có biết giá nha. Khi nào mà kiểu như vậy mà có chia ăn á, rồi khi nào hỏi giá thì em mới biết, chứ bình thường á thì mực khô nó lên xuống thất thường lắm, nên cũng không có biết là giá cả của nó bao nhiêu nữa. Và cô chú anh chị hỏi em có bán mực khô hay không á, thì hiện tại em cũng vẫn chưa bán nha. Khi nào mà em có bán mực khô á thì em sẽ thông báo trên kênh cho cả nhà biết. Tại vì do em ở trên biển suốt à, em cũng phải đi làm cũng như mấy anh em mà, chứ em không có rảnh thời gian ở nhà. Và ở nhà mẹ em với em gái em á thì cũng không rành về cái vụ mà kiểu như xếp hàng này kia, nên em không có bán được nữa. Nên em sẽ cố gắng sau này em sẽ sắp xếp thời gian như thế nào á để em cố gắng để em bán mực khô, kiểu như là muốn đem những cái con khô ăn cho cả nhà biết được cái chất lượng á, nó ngon. Tại vì ở ngoài thị trường á giờ cũng có nhiều chỗ bán, nhưng mà có thể là có nhiều loại mà mực kiểu như mực giả này kia thì em cũng không biết gì mấy. Nhưng mà mực này á thì
hoàn toàn là tự nhiên, không có chất bảo quản gì luôn nha cả nhà. Mực này á, thì khi mà cào lên á, thì mình xẻ ra xong rồi mình rửa bằng nước biển rồi mình phơi lên giấy à, chứ không có kiểu như không có cái chất gì trong đó hết trơn á, nên ăn hoàn toàn là tự nhiên, không có kiểu như độc hại hết trơn nha cả nhà. Còn em cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị tiếp theo tiếp phần nồi cháo nha cả nhà. Tô nữa, tô giữa, tô bè lắm nha.
nhiều lắm, mọi người thấy cái ít gì nó nhiều lắm. Anh nhà nốt nè. Làm mày tô cháo rồi giờ nó quay. Bữa nay em bán cháo anh tiếp tiếp tô nó quay. Đúng nè, đó. Tiếp em tô nha. Nói chung là giấc này cũng mới rồi, cũng 12 giờ rồi mà không ai ăn hết trơn á. Còn nửa nồi giờ tiếp tiếp người tô tiếp em nha. Quên mày, mời cả nhà miếng cháo nè nha. Bán cháo thì đấy. Bán cháo đi ơi, bữa nay nấu nồi cháo bán không biết anh em có ăn không nè. Tại rẻ tô 5.000 thôi. Lúc này sao dần chị quá trời. Chị đấy. Rồi bệnh lên nó quay. Đem đây nè nó. Bên đây nè, đây ngồi nè nó quay lên lên ngồi tại nồi luôn, mình ăn tại nồi luôn không? Đây nè, ngồi giờ mình gấp vô miếng cháo với miếng miếng cá nha nhà. Dặn dặn rồi vô. Chiếc bom 13 người, tài cãi thì đang ngủ, tài công thì đang chạy lái.
chịu quá cả nhà ơi. Ừ, xin là ăn gần đúng rồi đó. Thôi ba hai bát rưỡi rồi cả nhà ơi. Rồi luôn hết trơn luôn. Nam nghỉ rồi. Bao bắp Việt Nam để thấp đến bắp đúng không? Không mặt coi bắp dưới bỏ luôn. Không tay đây. Ghê mà. Hai to mà chạy tới đây luôn nè các bạn. Bây giờ là cái bụng tôi nó ảo ảo quá. Chùm cuối đó. Cái nhà ơi, hẹn